Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 8 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, bão số 3 đã tan, cao điểm mưa lớn cũng đã qua. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực, nên mưa vẫn còn duy trì trên diện rộng. Thậm chí ở miền núi có nơi vẫn đạt lượng mưa to đến rất to và dông mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, bà con sinh sống ở vùng núi cần tiếp tục đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá cũng như là ngập lụt nghiêm trọng nơi ven sông suối và vùng trũng thấp. Dưới tác động của mưa thì nhiệt độ toàn miền sẽ chưa có xu hướng tăng cao, dao động từ 26 đến 30 độ ở phía Tây Bắc Bộ và phổ biến từ 28 đến 31 độ tại phần Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Thưa bà con, thời tiết mưa nhiều ẩm cao như vậy là một trong những tác nhân khiến virus gây bệnh tai xanh ở lợn phát triển và phát tán mạnh trong không gian. Cùng với đó, sức khỏe đàn lợn giảm sút, dễ dẫn đến nhiễm phải loại virus trên. Đặc trưng của bệnh là gây sảy thai, thai chết lưu ở lợn nái chửa và đây là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan nhanh làm chết nhiều lợn khi mà kế phát với các bệnh khác. Hiện nay thì chưa có kháng sinh đặc hiệu để chữa bệnh tai xanh ở lợn, vì vậy mà công tác phòng bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăn nuôi. Bà con cần phải lưu ý một số điều sau đây. Tiêm vaccine phòng bệnh tai xanh đầy đủ cho đàn lợn, sử dụng phên bạt để che chuồng nuôi, duy trì nhiệt độ thích hợp nhất là đối với lợn nái nuôi con và lợn con cai sữa, cho lợn ăn bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng, không dùng thức ăn bị ôi mốc, vệ sinh máng ăn của lợn thường xuyên và không để thức ăn còn thừa trong máng. Môi trường chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh thú y. Trước cổng trại, khu vực chăn nuôi thì phải có hố khử trùng, trước cửa vào chuồng nuôi thì có khay thuốc sát trùng và vôi bột. Hàng ngày bà con thu gom phân về hố ủ, kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước lưu thông tốt, giữ khô nền chuồng và định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi một lần một tuần. Sau khi xuất lợn với lợn thịt hoặc là vận chuyển lợn với lợn nái thì bà con cần phải vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng và để chống chuồng 7 ngày. Mỗi trại thì hộ chăn nuôi cần phải có khu vực nuôi cách ly cho lợn mới nhập. Lợn giống nhập từ nơi có nguồn gốc rõ ràng đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định và còn thời gian miễn dịch. Đối với chăn nuôi lợn thương phẩm, bà con cần áp dụng phương thức cùng vào và cùng ra, thực hiện nuôi cách ly và theo dõi sức khỏe 30 ngày trước khi nhập đàn. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại các tỉnh khu vực miền Trung. Trong đêm nay thì mưa vừa mưa to có thể sẽ tái diễn ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy nhiên về trưa chiều mai thời tiết sẽ chuyển biến tích cực hơn khi mà trời nắng ráo và nhiệt độ cao nhất ở Bắc Trung Bộ là từ 28 đến 31 độ. Phần khu vực Trung và Nam Trung Bộ duy trì nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ của bà con ở Bắc Trung Bộ. Lui xuống với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, bà con cần phải lưu ý kết thúc công việc đồng áng của mình trước thời điểm chiều tối, bởi vào lúc này thì gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây mưa dông ở khoảng 1/2 diện tích, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại đây phổ biến dao động từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 88-90%. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi có mưa to. Riêng với khu vực vùng núi và khu vực Trung Du thì có nơi có mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, với mức nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, có nơi có mưa vừa. Phía Nam sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Với mức nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông, chiều tối sẽ có mưa vừa mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, với mức nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều tối sẽ có nơi có mưa vừa mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây phổ biến từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.